Rồi ok Bây giờ là nội dung uh, mình chia sẻ uh, Cái định nghĩa phân sai và những vấn đề xung quanh chuyện phân sai nha Rồi phân sai là gì? Phân Fun sai là cái cái từ để chỉ những cái Gọi là những cái tổ chức Tham gia trong một cái giải đấu thể thao Mà loại bỏ đi việc lên xuống hạng Mà chỉ tập trung cho chuyện là họ có đáp ứng đủ các yêu cầu của giải đấu hay không tức là ví dụ như NBA mỗi một cái đội được thi đấu ở tại NBA là một phân sai à, đó là cái, cái cái xung quanh cái từ phân sai đó là như vậy thì ví dụ như Lakers là một phân trai Celtics là một phân trai rồi uh, Heat là Miami Heat là một phân trai mỗi cái đội tham gia ở trong cái giải NBA là một phân sai rồi hiện tại là ví dụ như là ở um, ở LCS đi tí xem là một phân trai Uh, CLG là một phân trai, Cloud9 là một phân trai thì đối với các giải đấu thể thao mà theo cái hệ thống phân sai này thì nó sẽ loại bỏ hoàn toàn chuyện lên xuống hạn và việc một đội nào đó có được tham gia vào cái giải đấu đó hay không nó phụ thuộc vào có một cái một cái gọi là hội đồng nó sẽ quyết định xem là đội đội cái đội được xin xin tham gia vào giải đấu nó có đủ điều kiện hay không điều kiện nó sẽ bao gồm những gì à, điều kiện đầu tiên theo mình được biết ở khá nhiều những giải đấu theo mô hình này đó là tiền tức là chủ sở hữu của đội đó phải chứng minh được cái khả năng tài chính rất là dồi dào của đội tức là mỗi giải đấu nó có thể yêu cầu một cái lượng tiền khác nhau cho những chủ sở hữu nhưng mà cụ thể như thế nào thì sẽ khác biệt theo từng giải đấu thì điều kiện một trong những điều kiện tiên quyết để mà được tham gia vào một cái giải đấu phân sai như vậy là tiền đó là cái vấn đề quan trọng nhất cái thứ hai là họ phải chứng minh được cái tầm nhìn chiến lược rồi khả năng quản lý đội rồi cái tư duy điều hành đội rồi cái định hướng của đội khi mà tham gia vào giải đấu nó như thế nào đó là những cái yêu cầu đầu tiên của một đội khi muốn tham gia vào sai khi mà họ đạt được những yêu cầu đó thì họ có quyền nộp uh, đơn vào và xin uh, gọi là có cái cái ủy ban đó quyết định xem là ừ, cái những cái yêu cầu được đáp ứng hay không và có cho cái đội đó tham gia vào giải đấu hay không đó là cái thứ nhất đó là cái trách trách nhiệm của đội đối với giải đấu là gì là đảm bảo được tài chính rồi chơi theo đúng luật của giải và làm theo các yêu cầu của ban uh, cái hội đồng quản lý giải đấu uh, thường thì cái giải đấu mấy giải đấu một kiểu phân sai đó thì sẽ có một người đứng đầu cái hội đồng đó một người đại diện đó, gọi là commissioner mình không biết là dịch ra tiếng việt là gì nữa nhưng mà thí dụ như nba nó sẽ có một commissioner rồi nfl những cái giải thể thao kiểu Mỹ mà đi theo dạng phân sai nó sẽ có người đứng đầu người gọi là trưởng ban tổ chức giải đi nghe cho nó quen thuộc thì người đó sẽ có rất là nhiều quyền quyết định là định hướng và những cái vấn đề xung quanh cái giải đấu đó thì đó là từ phía mà à, đội đối với giải đấu còn ở hướng ngược lại không phải chỉ có riêng cái chuyện mà đội có trách nhiệm với giải đấu mà giải đấu cũng sẽ phải có trách nhiệm với đội giải đấu sẽ phải đảm bảo được rằng ban tổ chức giải đấu phải đảm bảo rằng giải đấu được vận vận hành tốt Uh, luật lệ chặt chẽ trọng tài làm việc tốt rồi giải đấu được quảng bá hình ảnh cái chuyện quảng bá hình ảnh của giải đấu nó thuộc về rất là nhiều về phía của ban tổ chức giải đấu đó là trách nhiệm của ban tổ chức giải đấu thì là uh, quảng bá hình ảnh phát triển hình ảnh của giải bán được bản quyền truyền hình bán được rất là nhiều quảng cáo thì uh, một trong những cái điểm nữa của chuyện là franchise thì cái cái tiền thu được từ giải đấu á, nó sẽ nó sẽ được chia nó sẽ được chia cho các đội nữa tức là một cái vấn đề rất là quan trọng của cái giải đấu phân sai là phải có tiền thu được và sau đó là chia sẻ cho các đội để bù đắp được những cái chi phí mà đội đưa ra khi mà tham gia vào cái phần sai đó thì đó là những cái cơ bản đó là những cái cơ bản à, những điều tích cực của phân sai là gì điều tích cực lớn nhất mà tất cả mọi người chủ sở hữu đội rất là thích khi theo hệ thống franchise là chuyện không có lên xuống hạn họ được đảm bảo rằng tôi sẽ đầu tư tôi thí dụ yêu cầu của giải đấu đúng không anh phải có 10 triệu đô để anh tham gia giải đấu này ok tôi bỏ ra 10 triệu đô nhưng mà khi tôi bỏ ra 10 triệu đô đó tôi được đảm bảo tôi sẽ được thi đấu ở tại giải đấu này trong một cái khoảng thời gian thí uh, dụ là 3 năm 4 năm 5, 5 năm gì đó tùy theo cái, cái 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 thỏa thuận giữa đội và giải đấu tức là khi họ bỏ ra số tiền đầu tư họ được đảm bảo cái sự an toàn của số tiền đầu tư đó họ không phải có chuyện là tôi bỏ ra 10 triệu rồi sau đó tự nhiên đánh được mùa xong rồi đội rất rồi số tiền của tôi là đi đi tông thì nó sẽ không bị các chủ sở hữu của các đội sẽ không gặp phải cái rủi ro đó mà họ chỉ có thể bị loại ra khỏi giải đấu theo một một số cách thôi tức là vi phạm nghiêm trọng những cái quy định của giải đấu hoặc là đuối về mặt tài chính tức là kiểm soát tài chính quá tệ làm ăn thua lỗ xong không đủ tiền vận hành nữa thì phải bán cái trai đó hoặc là bị đuổi ra khỏi giải thì họ sẽ không bị phụ thuộc vào kết quả thi đấu của đội không phụ thuộc trực tiếp nha không phụ thuộc trực tiếp vào kết quả thi đấu của đội để mà dẫn tới cái chuyện là bị mất tiền kiểu như ví dụ tôi bỏ ra 10 triệu để tôi vô giải đấu xong rồi tự nhiên tới giai đoạn quan trọng cái men vận động viên nó bị bệnh nó bị nản nó bị bồ đá nó bị chán nó thi đấu không tốt tự nhiên tôi bị mất tiền thì ít nhất là ở cái hệ thống phân trai nó sẽ không bị như vậy tôi bỏ tiền đó tôi sẽ được thi đấu trong một khoảng thời gian chắc chắn đó tôi biết được tôi số tiền đầu tư của tôi sẽ có được cái sự đảm bảo đó là cái đó là cái cái sự hấp dẫn lớn nhất đối với những nhà đầu tư khi mà đến với các giải đấu thể thao mà theo hệ thống phân trai đó thì đó là cái mặt lợi Ờ, một cái mặt lợi cho giải đấu nữa là thường là khi tham gia cái giải đấu phân sai đó thì các đội sẽ phải chứng minh tài chính thì uh, ban tổ chức giải đấu cũng sẽ được một cái điều rất là tốt đó là biết được ừ những thằng đang tham gia cái sân chơi của tao đang có một cái lượng tiền ổn định nó sẽ không có chuyện là nợ lương nó sẽ không có chuyện là tự nhiên một ngày đẹp trời uh, biến mất khỏi giải đấu mà để lại nguyên một cái căn gaming minh hao đang không có tiền đóng tiền nhà tiền điện game thủ không bị đói nheo nhóc uh, để của bơ của bớt gì đó thì tức là cả ban tổ chức lẫn bên uh, đội vẫn sẽ có được những cái sự đảm bảo là hai bên đều đang có tiền ừ tao với mày có tiền chơi với nhau thì uh, nó là những cái mặt uh, mình đang kể về một những cái mặt uh, tích cực đừng có kêu là khịa đây không đây là nghiêm túc đây không hề khịa mình đang nói rất là nghiêm túc mà nó có khịa khịa ra nguy hiểm lắm uh, mình mình không có khịa. Thì uh, mình không có khịa một đội Càng nói càng ngu. Giỡn nha. Mình nói khịa mình đang nói rất là nghiêm túc, tức là cái chuyện mà đảm bảo về mặt tài chính đó sẽ khiến cho cả đội, cả game thủ, cả ban tổ chức có được cái sự yên tâm khi mà vận hành cái giải đấu này. Đó. Thì uh, đó là những cái mặt tốt, mình thấy đa phần thì hiện tại là những cái, cái, cái hệ thống phân nó đang có những cái ưu điểm nhất định, nó những nó có những cái ưu ưu điểm nhất định. À, mặt xấu của nó là gì? thực ra mình chỉ thấy khi mình xem NBA á thì mình chỉ thấy một số cái mặt xấu nó như thế này thôi à, để coi. cái chuyện cái chuyện không lên xuống hạng sẽ là cái mặt tiêu cực lớn nhất của cái hệ thống theo hướng phân sai này, tức là khi mà không có cái áp lực lên xuống hạng thì nhiều khi có những đội mà nó sẽ không thực sự nỗ lực để có thể thi đấu tốt hoặc là xây dựng được một cái kế hoạch phát triển tốt tại vì nó không bị cái áp lực là tôi sẽ mất cái suất thi đấu của mình nếu mà tôi thi đấu không tốt thì ví dụ như ở nba có rất là nhiều những cái phân sai mà nó bị đi vào cái tình huống là nó trì trệ nhiều năm trời do uh, đội ngũ quản lý của đội nó quá kém Uh, có thể kể tên một số bạn nào mà xem NBA sẽ có thể sẽ biết một số cái tên nè, ví dụ như nè. New York Knicks là một cái một cái phang sai rất là lớn của NBA, nó có rất là nhiều fan nó ở New York, nó là một cái thành phố lớn, nó là một thành phố rất là nổi tiếng của Mỹ. Nó là một cái phang sai lớn, nhưng người điều hành của nó, chủ sở hữu của nó lại quá kém và nó dẫn tới chuyện là một cái một cái tên lớn như vậy mà đang bị đi vào một cái vòng lập luẩn quẩn là là một cái đội top dưới của NBA trong khoảng thời gian rất là dài mà không ai làm gì được cả tại vì nó không có quy vi phạm quy định gì của giải đấu cả thứ duy nhất mà nó làm chỉ là quản lý kém cái đội của nó thôi mà nó vẫn không vi phạm gì thì không ai thể có thể nào đá nó ra khỏi giải đấu được cả và New York Knicks bị lâm một cái tình trạng là một là cái đội tàn, tàn 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 biết bao nhiêu lâu rồi uh, gì nữa ta Ờ uh, Sacramento Kings cũng là một cái phân sai mà được đánh giá là điều hành kém trong rất là nhiều năm vừa qua không có bất kỳ thành tích gì cũng không có bất kỳ phát triển gì à, quản lý thì kém không ra được tiền rồi cũng như là không ráp tốt ráp tức là tuyển chọn uh, vận động viên mới tốt thì đó là cái mặt xấu của phan sai nó có thể khiến cho giải đấu có những đội nó quá yếu kém đi mà nó không không có thay đổi và cũng không ai ép buộc nó thay đổi được cả thì nó làm giảm chất lượng của giải đấu khi một giải đấu mà nó không đồng đều tức là nó có những đội quá kém những đội mà tạo ra những cái trận đấu mà kiểu như là vô một cái trận đấu biết thằng nào thắng nào thua và không có tính hấp dẫn từ cái trận đấu đó thì giải đấu cũng sẽ bị ảnh hưởng thì đó là cái mặt xấu mà phan sai nó có thể đem lại trong một số tình huống khi mà không có lên xuống hạng thì sẽ có những cái đội nó bị trì trệ như vậy thì đó và đối với góc nhìn cá nhân của mình thì tại sao VCS ở thời điểm hiện tại chưa thể lên phan sai được Uh, chưa thể lên phân sai được thứ nhất là từ góc nhìn thứ nhất từ phía giải đấu để lên phân sai được thì yêu cầu từ cả hai bên từ cả chủ đầu tư lẫn ban tổ chức tức là ở thời điểm hiện tại nếu như hỏi mình là liệu vz có đủ cái một cái hệ thống quản lý thật sự mạnh để dám chạy phân sai hay không thì câu trả lời của mình tạm thời bây giờ đối với góc nhìn cá nhân mình là chưa ở phê, theo hướng ngược lại là VZ hiện tại có đủ 8 ông chủ đầu tư xịn, nhiều tiền, có tâm, làm tốt và đảm bảo rằng sẽ có 8 đội mà mạnh và được vận hành tốt để cho cái giải đấu hấp dẫn hay không. Mình xin mạng phép trả lời cũng là chưa đủ con số đó. Có thể có vài đội là có thể đạt được yêu cầu đó nhưng mà để được con tới mức 8 đội thì đối với mình thì là chưa. Thì tức là theo góc nhìn của mình từ cả hai hướng là vận hành giải đấu lẫn đội chưa đủ chất lượng để có thể vận hành theo hướng phân sai thì việc mà một cái thay đổi lớn như vậy dành cho vc ở thời điểm hiện tại đó nó là không nên đó cơ bản là như vậy cho nên là nếu như hỏi mình là có nên làm phân sai cho thực ra mà nói thì câu trả lời nó cũng cái câu trả lời của mình nó sẽ mang tính chất rất là cá nhân góc nhìn chủ quan của mình về tình hình hiện tại thôi Uh, thời điểm hiện tại nếu mà kêu là VSI có nên làm phân sai không thì mình câu trời của mình là không chưa chưa đủ sức uh, từ rất là nhiều phía để có thể vận hành một cái giải đấu phân sai bạn nào mà theo dõi NBA thì các bạn sẽ biết một cái mặt trái của cái hệ thống giải phân sai nó là như vậy là sẽ có những cái đội rất là tù kiểu nó tù mà không có lối ra luôn á uh, nè kể tên nè ví dụ như là nó sẽ sinh ra những vấn đề kiểu như vừa rồi mình nói đó, là đội nó đánh nó 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 bị nó bị điều hành quá kém đấy mà nó không phát triển được xong rồi có cái kiểu mà các bạn không biết cái định nghĩa tăng của bên nba hay là các giải đấu kiểu như vậy bên mỹ không tức là khi mà nó biết rằng nó không thể đạt kết quả tốt xong nó cố tình nó thua thiệt ở ở nba có những trận đấu mà một đội không muốn thắng một đội không muốn thắng tại vì như thế này đối với các hệ thống phân sai mà nó một đây không phải là riêng hệ thống phân sai mà tức là nó có một cái 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 mô hình như thế này để đảm bảo được phân sai từ 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 Ờ Phan Sai nó có một cái cái này rất là hay nữa, mình mình quên kể. mình cũng mình chưa ngồi mình mình kể ra hết những cái điểm hay này của Phan Sai. Uh, một trong những cái một trong những cái, cái 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 tiêu chí để vận hành một cái giải theo hướng phân Sai như thế này là đảm bảo được tính công bằng, kiểu kiểu như là công bằng tài chính á. Thì các giải đấu đó nó sẽ có một cái gọi là salary cap. Salary cap là gì dịch ở tiếng Việt đó là cái một cái hạn mức lương. Nó sẽ có một cái giới hạn về mức lương mà các bạn có thể trả cho vận động viên và tất cả các đội sẽ phải tuân theo cái hạn mức lương đó không đội nào được phép vượt quá cái mức lương đó để làm gì để đảm bảo rằng không có chuyện là một đội bung ra quá nhiều tiền để thứ nhất là gom hết cầu thủ mạnh về gom hết người tài về mình và khiến cho giải đấu đi mất cân bằng thứ hai là sẽ không có chuyện là gây ra những cái ra tình trạng mà vinset là từng một thời gian bị đó là lạm phát lương tức là tự nhiên lương game thủ nó đi lên trời một số đứa lương trên trời xong một số đứa nhóm ở dưới thì nó vẫn lương lẹt đẹt 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 thì nó tạo ra tình trạng mất cân bằng về cái uh, tài chính của các đội tham gia một cái phân sai như vậy thì một trong những cái tiêu chí để quản lý một cái cái giải đấu để hướng phân sai là phải có salary cap và phải có những cái hình thức phạt rất là nặng khi một đội vượt qua salary cap đó. Nhưng mà mở ngoặt đơn ra vẫn có những cái trò để vượt qua salary cap đó. chứ không phải là không. Cũng có mấy chuyện trò cũng hơi hơi dơ một tí để vượt qua cái đó nhưng mà cái đó là một câu chuyện khác. Nhưng mà đó là một cái điều tốt của phân sai tức là làm cái điều đó để đảm bảo được cái tính công bằng, à, đảm bảo được cái tính cạnh tranh cao của giải đấu là cái salary cap đó. thì ngoài cái salary cap đó sẽ có một cái mô hình như thế này là cũng khá là thú vị là đội nào mà đứng càng thấp ở cái mùa giải trước thì mùa giải sau sẽ được ưu tiên chọn những cái thằng trẻ mới vào đội của mình để kiểu như là lúc nào cũng sẽ muốn giữ một cái một cái một cái một cái, cái cán cân nó nó thăng bằng ở uh, trình độ của các đội ở giải đó. thì ví dụ cái đội của bạn là mùa rồi đứng chót gì? thì bạn sẽ có cơ hội thôi nha sẽ có cơ hội được chọn trước mấy thằng trẻ ngon ví dụ như đơn giản đi đợt vừa rồi không phải là buffalo uh, tuyển được binz mà binz nó thi đấu ở giải b uh, hoặc là binz thi đấu ở trong răng đi nó được để ý thì uh, nếu mà Vset theo dạng phân sai thì đợt vừa rồi là luxury với lại uh, luxury với đội nào tôi quên quên cha mất tự nhiên bị bị lú rồi Tức là Luxury sẽ có cơ hội được rác, được chọn dây vào đội của mình ở mùa giải VZ mùa hè 2021. Kiểu kiểu như vậy. Đó, tức là nó có một cái hệ thống gọi là đội nào mà đứng thấp ở mùa giải trước thì mùa giải sau nó sẽ được chọn uh, những cái thằng uh, trẻ ngon để uh, vô đội của mình ở mùa sau. Thì sẽ có một số trường hợp là đây là mặt trái của của cái cái hệ thống đó. Có những thằng nó thấy rằng ok tao bây giờ tao vào playoff cũng không được, kiểu như thấy là ừ, cơ hội để vào play up hết rồi mà bây giờ ta đứng ở cái vị trí lỡ cỡ từ ta đứng hạng năm hạng 6 thì cái cái rap của tao cũng sẽ đứng ở lúc khúc giữa thì nó không ngon lúc đó thì làm gì còn pin dây nữa lúc đó làm gì còn pin Z để mà chọn nữa nó lúc đó chỉ còn những tân binh khác thôi kiểu đó thì có những đội nó sẽ cố tình nó thua tức là nói chung là chưa tới mức mà tự quay lưng đá vào lưới nhà đó một số tình huống mà chúng ta từng thấy đâu nhưng mà nó sẽ đánh không hết sức nó sẽ dưỡng thương ngôi sao nó sẽ dưỡng ngôi sao nó không cho đánh hoặc là nó đánh lơ phất phơ gì đó để thua để mà đứng hạng thấp để mà mùa sau nó được chọn những thằng ngon trước thì nó tiếng tiếng anh nó gọi là tăng tăng ở đây là không phải là cái xe tăng thực ra nó cũng đồng nghĩa với xe tăng nhưng mà tăng ở đây tức là tự đánh rớt cái vị trí của mình xuống tự lặn xuống để có được cái vị trí uh, chọn cầu thủ ngon. Thì nó cũng có những mặt trái như vậy. Tức là có những trận đấu NBA mà hai đội không muốn thắng. Kiểu như hai thằng đang đứng kiểu như uh, hai đội đầu đội đứng hạng 7 và đứng hạng 8 của VZ gặp nhau cái hai đội đánh theo kiểu không ai muốn thắng hết tại vì thắng tao không có lợi gì hết trơn, tao thắng làm gì. Thì nó có những cái mặt trái như vậy ở trong cái hệ thống ăn sai chứ không phải là không. Nhưng mà cái cái khó ở đây nó sẽ nằm ở chỗ của ban tổ chức tức là họ phải xác định được những cái vấn đề khi mà cái mô hình nó vận hành nó như thế nào và phải giải quyết được những cái vấn đề đó để những vấn đề đó nó không xảy ra trong cái giải đấu theo theo định hướng đó thì uh, nó nó sẽ là như vậy. Cho nên về mặt cơ bản nếu như mà ở vào thời điểm hiện tại những người làm giải đấu chưa có đủ kinh nghiệm để tổ chức những cái giải thể thao ở nói thẳng là giải vận hành theo theo một cái mô hình rất là phát triển như vậy và và ngược lại ở các đội cũng chưa sẵn sàng để tham gia vào cái cái hệ thống phát triển như vậy thì tốt nhất là VSET đừng nên phân sai ở vào thời điểm này thì đó là những cái những cái xung quanh cái vấn đề là phân sai là như thế nào và tại sao là đối với mình thì VSET không nên phân sai ở vào thời điểm hiện tại. Ừ, à, nói theo ngôn ngữ cờ là có thể gọi là bán máu để lụm đồ sớm á, là là tăng của NBA là như vậy á thì tất nhiên cái mô hình mà VSET đang đi ở thời điểm hiện tại nó giống như mô hình của các giải bóng đá châu Âu nó một sự khác biệt là mô hình mà VSET đang thi đấu đang dùng là nó mô hình của giải bóng đá châu Âu tức là nó có lên xuống hạng uh, để tạo một cái động lực cho đội thi đấu thì nó có những mặt tốt của nó tức là đó đơn giản là Uh, cái mặt tốt của cái việc mà theo cái mô hình truyền thống là như của truyền thống của bóng đá châu Âu là như thế câu lạc bộ châu Âu là như thế nào thì đó là cái việc thành tích của bạn nó quyết định trực tiếp với chuyện là bạn có được tồn tại trong giải đấu hay không thì uh, các đội sẽ phải luôn luôn nỗ lực chứ không có chuyện là tao không thích thắng hoặc tao không cần thắng tao cũng vẫn vẫn được thi đấu ở mùa sau thì nó sẽ nó sẽ hạn chế được cái cái điều đó nhưng cái mặt uh, ngược lại thôi thì cái gì cũng có hai mặt ngược lại thì đó những người đầu tư vô VSET thì hiện tại có họ có thể là đầu tư vào một năm xong rồi mất slot tại vì vận động viên đánh không tốt rất hạn coi như tiền đi mất từ từ như anh vừa mới thấy một cái donate cảm ơn bạn vừa mới donate nha nhưng mà anh nghĩ là anh <laughs> anh chưa đi sâu vào cái chuyện là rap với lại các thứ của mấy hệ thống phân sai đâu anh cũng không có nhiều kinh nghiệm đâu cảm ơn em nhưng mà cái đó chắc là phải để một thời điểm khác nha cảm ơn em rất là nhiều đó rồi cơ bản là như vậy